Khi tình yêu là say là nhớ, nhớ ánh mắt đôi môi hững hờ, đã khiến trái tim em cùng sinh hàng mi là khi biết anh có tình ý. Khi tình yêu vụt theo làn gió. Bên em là một công ty xây dựng, là một công ty rất có uy tín thị trường thành phố Hồ Chí Minh, với hiện tại đang có rất là nhiều sản phẩm nhà. Khi xây nhà thì bên em chúng ta sẽ được hỗ trợ về mặt pháp lý, tư vấn tận tình cũng như tất cả những các thủ tục và giấy tờ liên quan. 6 tháng trong tương lai ấm thơ, đã đến lúc đôi ta hoài nghi, biệt ly đợi chi, tan vỡ không còn gì. Một ngày tình yêu vội đi.